Quá đẹp nha. Nè em gửi nha. Đợi em đợi hai 1 2 3 giờ quay phim nha. Đó đẹp quá đó. Đó. Em qua để em gọi lên. Tôi là chiêu sinh viên sĩ quan của nó. Dạ. Để em chấm lại nha. Em chấm lại nha. Không cái hồng luận đó, không cái hồng luận đó. Làm sao mà em có hình trong đó, chị quay giùm em chút xíu nha. Trời luôn. Rồi, này chị bấm cho em bấm một cái. Dạ cứ đứng đó. Chị canh nha, em đứng ngay cái anh bạn nha. Ok. Bấm luôn phải không? Rồi. Cái này bấm thôi phải không? Dạ. Em bấm rồi. Ok. Cứ để vậy thôi phải không? Ok. Thôi em nói nhiều quá. Happy New Year. Happy New Year. Rồi chị. Quân trường của tôi, niên trưởng của tôi đây. Em quay chưa? 45 năm rồi. 45 năm. Ok, em quay thêm nữa nè. Đó, đẹp lắm nha anh mấy anh chị. Rồi chút nữa em gửi cho anh Quỳnh em quen đó. Rồi anh Quỳnh share với lại hình ảnh anh chị nha. Rồi, thank you anh chị nhiều.